Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là ngày 11 tháng 5 năm 2017, cũng như thường lệ là sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chư huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 38, chúng ta cùng nhau bàn luận, nhắc nhở cho nhau tiếp theo về cái bộ Pháp Hoa, mà cái phẩm thứ 12, cái phẩm có tựa đề là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Thì thưa chư huynh đệ, là nếu chúng ta nghe Pháp mà với cái tư tưởng Đại Thừa thì đòi hỏi cái người phải có trồng sâu căn lành thì mới tiếp nhận và chấp thu, và chưa tiếp thu và chấp nhận một cách mau chóng. Tuy nhiên á, thì cái pháp phương tiện, pháp thấp á, thì xưa nay thì tôi vẫn lên tiếng là rất nhiều người theo và dễ đào tạo những con người đó hơn. Còn mà nghe cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thì phải đòi hỏi con người có cái nhận thức, có cái căn tánh, có cái chủng tử nhiều thì mới nghe nổi cái tư tưởng Đại Thừa Phật giáo. Cũng như chúng ta đã học mấy kỳ qua đó, thì nghe lại trong cái kinh diễn tả là cái thời quá khứ của Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni cái tiền thân là nhà vua, vì cầu học kinh Pháp Hoa. Còn ông Đề Bà Đạt Đa đó là vị tiên nhân truyền bài kể kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Phật vì cái ham mộ kinh và áp dụng cái đời sống để tu hành, cho nên Phật đã thành Phật. Còn Đề Bà Đạt Đa thì chính là Đề Bà Đa là vị tiên nhân để nói lại, truyền bá lại kinh Pháp Hoa. Ngài cũng có tiếp thu, cũng có hiểu biết chân lý, nhưng lấy cái sự hiểu biết chánh pháp đó để làm cái điều kiện sinh sống, để mong cho người ta hầu hạ phục vụ mình. Vì vậy mà cái thành tựu đạo quả của Đề Bà Đạt Đa không đem lại tốt đẹp, và cái chất không lành để rồi nó tương quan, nó dẫn tới cái điều kiện hiện tại. Mình nói theo cái kiểu cái cặp phạm trù nhân quả như là như vậy, nhân quả thế gian là nó như vậy. Cho nên người tu hành không phải để cốt để rồi được cái văn bằng, được cái giới phẩm, hay là được cái chùa to Phật bự gì đó để cho có cho bổn đạo bá tánh đông, để có người hầu cái hạ, để cho người ta cung kính lễ bái, để mà cơm bưng nước đó. Không phải, người tu hành không phải như vậy, không phải như vậy mới gọi là ngon. Như tôi đã nói cái bài hôm trước, người tu hành càng giản dị, càng tu hành càng đơn sơ mộc mạc, càng tu hành càng thanh thoát, chứ không phải là tu hành để cốt có được cái này, được cái kia, được cái nào, được cái để kẻ hầu người hạ. Cho nên vậy mà cái thành tựu đạo quả của Đề Bà Đạt Đa không đem lại cái sự tốt đẹp, và không có cái chất lành mà vẫn còn tương quan đến đời sống hiện tại. Dầu rằng Đề Bà Đạt Đa cũng sanh trưởng cùng dòng tộc với Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà vẫn có cái tâm hại nhau, vẫn có cái hình thức ở bên ngoài là cạnh tranh quyền lợi, địa vị đeo đẳng nhau, cho đến cái ngưỡng cửa an lạc giải thoát mà vẫn còn đeo đẳng. Mình nói về cái mặt tương đối, về cái mặt thế gian là nó như vậy. Bây giờ mình đi cái từng bước như vậy để rồi các vị hiểu. Tuy nhiên thì nói về cái bản thể thì nó chung cùng nó khác, còn nói về thế gian. Cho nên mà cái bài mà từng kỳ rồi, bữa thứ ba tôi có nhắc lại đó, giả sử mà cái nghiệp thân khẩu ý tạo thiện hay ác, trăm ngàn kiếp không mất, khi nhân duyên hội ngộ thì quả báo vẫn hiện lộ ra. Chủng tử thiện nhân mãi mãi
nhờ cái tâm lành mãi mãi như vậy, nó lâu xa, nó tinh tấn như vậy, cho nên hiện đời thì Đức Phật Thích Ca thành Phật, còn Đề Bà Đạt Đa thì ngày sau cũng sẽ thành Phật. Thì Đức Phật mới thọ kiến là ngày sau Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai mà. Dù rằng hiện đời mình nhìn về một khía cạnh thì Đề Bà Đạt Đa có cái chủng tử bất thiện, nhưng mà cái bản thể tâm giác ngộ, bản thể vốn cái bản thể của mỗi tâm của mỗi chúng sanh là cái bản thể nó vốn là giác ngộ, cho nên nếu khi nào hết vô minh thì cũng thành Phật. Cái tinh thần đại thừa Phật giáo gì đó, dù ngày nay có những cái việc xấu ác, có những việc sai quấy, bởi vì sai quấy xấu ác là do con người có vô minh, con người có ích kỷ, con người có sai lầm, con người có si mê, cho nên nó mới có những cái chuyện xấu ác xảy ra trên trần đời. Nhưng mà nếu một khi quay đầu, một khi lìa đoạn trừ những cái vô minh, những cái xấu ác đó thì cũng sẽ thành Phật. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ cái hiện tượng thì trên trên trần đời này nó luôn lúc nào nó cũng có thiện có ác, có sanh có diệt, còn cái bản thể thì bất biến, Phật tánh thì vẫn trường tồn bất biến. Tùy theo vô minh hay giác ngộ, tỉnh thức thì biểu lộ ra thân khẩu ý, thánh thiện an lạc, sáng suốt giác ngộ. Còn nếu vô minh thì biểu lộ ra hành động thân khẩu ý bất thiện, phiền não đau khổ. Phật tánh vẫn là trường tồn bất biến mà vẫn tùy duyên mà vẫn bất biến. Cho nên kinh nói ai mà tin cái phẩm Đề Bà Đạt Đa không nghi ngờ thì không đọa ba đường ác mà được sanh vào nước của chư Phật. Tại sao như vậy? Tại vì cái Phật chất đó, nó sẵn đủ trong mỗi người, cái Phật chất nó sẵn đủ trong mỗi người. Tự mọi người phát huy chất Phật thì có an lạc hạnh phúc thật sự. Tin ngay là chính mình có khả năng thành Phật, nghĩa là tự mình không khinh mình. Khinh chính mình là một tai họa vô cùng trầm trọng. Mình không tin quỷ thần thì quả báo không nặng bằng tự mình khinh chính mình. Trong phẩm trước á, thì có nói á, trong cái đoạn trước tôi có nói là trong kinh nói là giả sử như có người phỉ báng Như Lai tội còn nhẹ, phỉ báng Kinh Pháp Hoa tội nặng hơn. Tức là mình không chấp nhận tri kiến Phật của chính mình, không chấp nhận cái Phật chất của mình, là mình khinh mình đấy. Khinh mình thì không bao giờ tìm đâu ra Phật. Do vậy đời sống khổ sở trong cái thấy biết của si mê, của u tối, của vô minh là như vậy. Cho nên tin kinh này, ai mà tin kinh này là sanh vào nước của chư Phật. Nước Phật là cái lúc mà mình tin cái tâm của chính mình, có khả năng là tin tâm của chính mình là Phật, là mình đã sanh vào nước của chư Phật rồi đấy chứ. Mình sống theo cái tâm thanh tịnh vốn có, mình sanh ra nơi nào thì nơi đó là nước của chư Phật. Hễ tâm con người thanh tịnh, không có phiền não vô minh ưu sầu ưu tư sầu muộn thì người đó ở đâu là cõi Phật ở đó. Cõi Phật là cõi mà của người tỉnh thức, có chánh niệm, không chi phối bởi vô minh dục vọng tác động hoành hành, không bị ưu tư phiền muộn khổ sở bởi vô minh dục vọng, thì như vậy có là cõi Phật. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng á, đừng có nghĩ rằng là mình bay về chỗ này chỗ kia chỗ nọ mới có Phật, mới cõi Phật. Cái đó là nói chơi của Như Lai thôi. Mà nói Phật thì không hề nói chơi. Tôi nói xin lỗi các vị là tôi nói câu này tôi cũng phạm thượng, tôi cũng sai lầm. Phật thì không hề nói chơi, nhưng mà mình dùng theo cái danh từ là phương tiện của Như Lai. Mà dùng theo người nhà quê thì đó là Như Lai nói vậy để cho chúng sanh, tại vì nó tạo ác nghiệp nhiều quá đó mà. Nó tạo những cái vô minh phiền não, nó mãi đắm đuối trong cái ngôi nhà tam giới, nó mê tín dị đoan, nó quan đường quyển hoặc, nó tham lam dục vọng, nó si mê buộc lòng. Phật mới nói cõi này cõi khổ,
dụ cho chúng sanh nó thấy cõi kia cõi vui để nó thích để nó buông đó mà. Đó là phương tiện của Như Lai. Cho nên tôi nhắc lại, hệ tâm con người thanh tịnh, không có phiền não vô minh, không có ưu tư sầu muộn, thì người đó ở đâu, tâm ở đâu, thì cõi Phật ở cõi đó, chỗ đó hiện hữu ngay cõi đó, ngay chỗ đó. Còn nếu mà tâm con người mà cứ tham dục, dâm dục, thực dục, con người mà cứ đau khổ, con người mà cứ trầm địch, ưu tư, thì cái người, cái thân ở đâu, thì cõi đó nó trở thành ta bà, thậm chí nó trở thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở chỗ đó. Học Phật là học thiệt như vậy đó. Học vậy mới không bị lầm lẫn, học vậy mới không có bị phiền não tiếp tục đè nặng, hết phiền não này tới phiền não nọ. Thưa quý vị, nói như vậy thì tôi đã nói từ đầu là cái người không có chủng tử đại thừa, không có chủng tánh đại thừa nghe chịu không nổi. Cái người mà tâm hướng ngoại là nghe không có chịu nổi. Bởi vì người ta không tin mình có khả năng thành Phật. Có nghĩa là mình tự khinh mình. Mà mình tự khinh mình là cái Đức Phật đó là cái tội này nó nặng còn hơn cái tội không tin quỷ thần, không tin trời Phật nữa cơ. Tại vì mình tự khinh mình, mà tự khinh mình thì bao giờ mình mới chiến thắng được. Thì vậy mà người tu học đạo Phật chân thật, đạo Phật chất lượng, thì mình phải quyết chí mà tự tin mình, tự trau dồi, tự sửa chữa, tự chuyển vời những cái tư tưởng xấu ác của mình để trở về cái tư tưởng thánh thiện, thánh pháp. Thì như vậy mình thành bất cứ thành cái gì cũng được nữa cơ, chứ đừng có nói tiếng là thành tinh văn duyên giác bồ tát, thành Phật cũng là vẫn rất dễ dàng. Cho nên giáo lý tiêu biểu sâu sắc nhất của Phật giáo là chỉ là không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý cho trong sạch, đó là lời của Phật dạy mà. Dầu kinh tạng bao la bát ngát bản lãng mênh mông, nhưng mà thật chất gom lại chỉ có bốn câu đó thôi: chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Rồi cho nên học Phật hay lắm quý vị ơi, học Phật thiệt là quý vị có an lạc giải thoát, có vui, có hạnh phúc, có khinh an ngay lên hiện đời này. Còn cái thứ mà học Phật mà qua lá giặt giảnh, học Phật để mà lầm chấp để mua vui á, thì coi như là dầu tu trăm năm trăm ngàn kiếp cũng không có thành gì hết trơn. Còn mà nếu mà học Phật hiểu được tôn ý Phật, hành theo lời Phật, sống đúng theo chánh pháp, thì coi như là cái cuộc sống nó tự có an lạc ngay nên hiện đời này. Không cần phải cầu nguyện giáng sinh, không cần phải bay cao nhảy xa, không cần qua tới hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc nào mới có Phật. Mà Phật ở ngay nơi nơi ta đang ngồi, ta đang nói, ta đang thở, ta đang cười, ta đang sinh hoạt. Chứ Phật là tỉnh thức mà. Chứ Phật đâu có chuyện gì mà khác hơn. Phật là tỉnh thức. Giác ngộ mà nó cách khác hơn là tỉnh thức. Không có mê. Được gọi là Phật. Nói quý vị học học vậy đâu, đạo vậy đó, quý vị không có uổng tiền. Thậm chí cũng không có uổng công phí sức mà nay cơm bầu nước chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ. Bây giờ quý vị sung sướng quá mà, ngồi ở nhà nghe vậy, thực hành vậy, hiểu biết đạo Phật chân chánh vậy là quý vị có tự có an lạc. Lần này quý vị cứ đi cầu nguyện giáng sinh, hết chùa này tới chùa nọ, hết đạo tràng này tới đạo tràng nọ, rồi chửi với nhau, rồi cấu xé nhau, rồi tranh giành với nhau cho nó mệt. Thật sự Phật hồi xưa đâu có nói cái chùa nào, nói theo trong khế kinh nói là vua Tần Bạc Sa La cấp cho Phật cái trúc lâm tịnh xá, ông cấp cô độc thì cúng cái kỳ viên tịnh xá vân vân. Chứ nói thật các vị là nói, chứ hồi đó không có kiểu như bây giờ mà các lầu đài gác ngọc gì đó. Các giống như người Khmer các cái sa la vậy đó, các cái con cái mái che để cho cái làm cái chỗ cho Phật dừng chân và thuyết pháp, cũng như tỳ kheo đi đường có chỗ trú nắng trú mưa vậy. Nó giống như người Khmer mà các vị ở, ai ở miền Tây các vị biết rồi, ai ở các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hoặc là thậm chí có đi
qua các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan ấy, nó có những cái sala đó. Chứ thật sự đó họ có cắt thì nó ngày Xá Lợi Phất là hồi xưa là giống như là kiến trúc sư mà vẽ được các cái trúc lâm tịnh xá, cái kỳ viên tịnh xá. Ngày Xá Lợi Phất đâu có nói vẽ bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, chỗ Phật ngồi bao nhiêu, chỗ chúng tăng ngồi bao nhiêu, hay là bao nhiêu phòng, bao nhiêu cái bedroom, bao nhiêu cái là nấu ăn vân vân, có hoàn toàn là họ số cái các mình. Nhiên nhiên là có nhiều vị hỏi chứ thầy nói vậy thầy có thấy không? Tôi nói cái thấy của chúng ta bằng cái hiểu biết chứ không phải cái thấy bằng mắt thường là đủ. Có cái những kẻ mà nó đá cá lăng dương, nó phang ngang vỡ củi ấy, thì nó hãy nói cái nó dặn này bẻ ống thôi chứ nói gì có thấy không, thấy tận mắt hay nghe. Cái nghe cái thấy của đạo Phật đó là cái nghe cái thấy bằng cái tri kiến, mà cái tri kiến này gọi là tri kiến vô kiến chứ không phải cái thấy cái nghe của cái người đệ tử Phật bằng cái con mắt và cái lỗ tai tầm thường của cha mẹ này. Chỉ có những kẻ coi như là cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút á thì mới có cái nghe cái thấy bằng cái học vị, bằng cái văn bằng, bằng cái học thức. Chứ còn cái nghe cái thấy của đạo Phật là tri kiến vô kiến, tri kiến mà vô kiến mới là tư tức niết bàn. Còn cái thấy cái nghe của cặp mắt phàm tục này nè thì gọi là tri kiến mà lập tri, mà tri kiến mà lập tri thì tức vô minh bộ, nó đồng nghĩa với cái gốc của vô minh. Mà tri kiến vô kiến đó, thì mới gọi là tư tức niết bàn. Cho nên cái đạo Phật mình nó tuyệt vời lắm. Không phải đạo Phật mà học một ngày một buổi, học trầy trầy trật trật mà cho đó là đạo Phật đâu. Đạo Phật đâu phải mà chuyện mà nghe câu hai câu rồi trầy trầy trật trật rồi nói tào lao phú đế, ba cái tu hiền, ba cái tu thiện, ba cái tu thiền đâu. Đỉnh cao của Phật giáo là tu trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới là siêu việt, mới là giải thoát. Mà trí tuệ này là trí tuệ ba la mật, chứ không phải đạo Phật là trí tuệ bằng các cái bằng cấp, bằng tiến sĩ hay bằng thạc sĩ hay là đi nước này nước kia học, chưa hẳn là có trí tuệ. Mà trí tuệ của đạo Phật là phải tri kiến vô kiến. Các vị nhớ những cái danh từ như vậy đó, để rồi các vị nói chuyện với, mà nói chuyện kiểu gì là phải nói chuyện với người hiểu biết là nghe, nói chuyện với người trí thức, trí thức trí giả, mà trí thức trí giả kèm theo có sự hiểu biết giác ngộ mới nói được. Chứ có những người trí thức trí giả mà đó là thiên hạ đa văn đa bất tín mà đà gì đó, đẳng cấu hoài trung giải cấu y mà gì đó quên rồi đó, cái câu gì mà tổ sư Huyền Giác nói đó, có nghĩa là bậc trung hạ thì nghe nhiều học rộng. Hòa thượng Như Quyển Thiền Sư cũng dịch đó. Nghe thì nhiều, học thì nhiều, học trích cứu tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút mà. Cho nên tôi nhắc trở lại, học Phật là phải, quý vị phải khẳng định bữa nay học cái câu một câu này thôi. Hễ con người có thanh tịnh mà không có phiền não vô minh, không có ưu tư sầu muộn, thì người đó ở đâu là cõi Phật, ở cõi chỗ đó. Học câu vậy thôi, đừng có nói là cõi Phật ở đâu hết á. Cõi Phật ở ngay nơi con người có cái tâm thanh tịnh, có cái tâm mà an lạc, có cái tâm giải thoát, không có phiền não nhiễm ô, thì nơi đó là Phật cảnh, nơi đó là Phật giới. Còn cái tâm ưu tư sầu muộn thì nơi đó là tam đồ ác đạo, là ta bà, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Cho nên trong này chúng ta, tôi đang nói hồi nãy giờ là tôi giải thích cái câu mà ai mà nghe tin kinh Pháp Hoa này không đọa ba đường ác đó. Tôi đang giải thích cái chỗ đó, mà ai mà tin kinh Pháp Hoa này là có cõi Phật hiện tiền, là ý chỗ đó đó. Vậy là tin ở đây không phải là tin theo cái kiểu mê muội, không phải tin theo cái kiểu mà đức tin, không phải tin theo cái kiểu mà mê tín, mà tin ở đây là tin tin sâu vào cái bản chất Phật của chính mình, tin sâu vào chân lý.
Cho nên nếu nơi nơi cái tư tưởng của ta mà hắc ám á, thì nó có ba đường ác nó hiển lộ à. Còn tư tưởng ta mà có cái chất đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả nó liền theo thì nơi đó là cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi Thánh Hiền nó hiện tiền. Vậy mà nói ở chỗ này hồi nãy giờ chứ nói qua cái do tin nơi cái tư tưởng của chính mình. Nếu tư tưởng của mình hắc ám thì nơi đó có ba đường ác. Hàng ngày ta có những lúc sống bằng cái tâm hồn ngạ quỷ đó chứ. Vì ta thèm thuồng, ta ganh tị, ta ác đức, tranh giành, ta quý diệt nhau. Những dục vọng đòi hỏi muốn đem về cho mình, sanh ra đau khổ để triệt hạ với nhau, đó là ngạ quỷ đó chứ. Thưa các vị đừng có nghĩ trong chùa không có ngạ quỷ, chùa ngạ quỷ nhiều hơn. Mà ở chỗ nào mà có hội, có hè là càng có ngạ quỷ, có địa ngục, có súc sanh nhiều hơn. Chứ đừng có tưởng đâu là hội là tốt. Bởi vì nó phe phái, nó đảng, nó tranh giành, nó quỷ diệt với nhau. Nó triệt hạ nhau, chẳng qua có khi nó không cần cái lợi mà nó chỉ cần cái danh. Vì nó đã từng làm xấu ác rồi. Cũng như tôi đã nói là có những cái loại đàn bà, nó hư thân, nó trắc nết, nó ôm đàn ông khác. Nhưng mà chồng bắt gặp thì nó cho rằng là nó là triết tinh, triết trinh gì đó. Nó nhảy đông đổng, nó đòi đâm đầu vào đá tự giận, đâm đầu xuống sông tự giận, uống thuốc rầy tự giận. Cho nên rồi vì con, vì cái, rồi vì cái hạnh phúc gia đình, rồi chồng cấm sừng ngậm bồ hòn chịu. Cho nên thừa cơ, thừa thế đó mà nó làm trời làm đất biết bao nhiêu hạng đàn bà như vậy, hạng phụ nữ như vậy. Đàn ông cũng vậy thôi. Nhưng mà tôi nói đàn ông thì nó không nguy hiểm bằng. Thế giống như hồi xưa mà điêu thuyền vậy đó. Điêu thuyền vì một cái, nhưng mà điêu thuyền nó khác. Tại vì điêu thuyền là nó vì một cái cơ đồ, vì một cái quốc gia đại sự. Cho nên buộc lòng á, gái phải lấy hai chồng, vừa lấy cha mà vừa lấy con. Nhưng mà rồi các chị thấy không, khi mà nó cái mưu mô lập kế rồi ăn ở động trác vậy, chứ khi mà Lữ Bố nói cái rồi đấy thôi, chàng ông tin thiếp thì để thiếp chết, thiếp chết. Rồi khi tới động trác thì nói thôi để thiếp chết cho chàng vừa lòng, nói chứ đâu dám chết. Nhưng mà đàn ông mình có nhiều khi cũng mê muội lắm, nghe đàn bà nó hâm nó chết là coi như là sợ nó chết rồi, trên thế gian này không còn đàn bà khác hay sao nghe. Tôi nói gì tôi cũng hơi đụng chạm chút mà tôi không phải nói. Nên mình nói những cái vô minh vậy đó, những cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh là vậy đó, chứ không cần đi đâu tìm xa, không cần ở trong lòng đất mới có ngạ quỷ địa ngục có súc sanh. Nên mà ngạ quỷ địa ngục súc sanh là vậy đó, là bởi những tham dục, bởi những dâm dục, bởi những thực dục, bởi những tham lam, bởi những sân hận, bởi những si mê trong tư tưởng của con người, đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Hay còn gọi là đao đồ, quả đồ, huyết đồ, gọi là tam đồ ác đạo. Cho nên tam đồ ác đạo nếu mà nói đủ, nói đúng là phải là đao đồ, quả đồ, huyết đồ. Nhưng mà rồi dịch ra dần dần là mới có nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi đó. Cho nên ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ đúng là tam đồ là phải nói đao đồ, quả đồ và huyết đồ. Trời, cho nên học Phật phải học rõ ràng như vậy thưa quý vị. Cho nên vì ta thèm thuồng, ganh tị, ác đức, tranh giành, quỷ diệt nhau, những dục vọng đòi hỏi muốn đem về cho mình, sanh ra đau khổ triệt hạ nhau là ngạ quỷ. Khổ đau cùng cực là địa ngục. Lẽ phải, lẽ chánh không nghe theo, bất chấp luật pháp, không nghe can ngăn của người hiền triết, không cần nghe ai nói, bất chấp phải quấy, sống theo ý muốn của mình, thì lúc đó ta đang sống bằng tâm hồn súc sanh. Súc sanh là cái loài nghiệt súc, cái loài mà nó đi bằng cái xương sống nó đi ngang á, chứ không phải là súc sanh là con vật mới gọi là súc sanh. Thậm chí con người đi hai chân vậy nè mà tư tưởng vẫn là súc sanh, bởi vì những con người đó cái bản ngã nó cùng cực, ngã cùng cực, cho nên nó tham vô độ thì nó ngạ quỷ, nó buồn bã, nó đau khổ vô độ thì địa ngục, mà nó mất lý trí, mất lương tâm lương tri, nó là súc sanh. Súc sanh cũng là loài động vật,
biết tham sống sợ chết, nhưng thua con người ở chỗ là không biết phải trái tội phước, không hề biết luật pháp, không hề biết đạo đức, cho nên nó mới gọi là súc sanh. Mình nhìn thấy con trâu, con bò, heo, chó, nó là gọi nó súc sanh là sợ gì? Tại vì nó không biết đạo đức, nó không biết luật pháp là gì. Thành ra ở ngay trần đời này chúng ta là con người, nhưng mà nếu chúng ta không biết đạo đức, chúng ta không biết luật pháp, chúng ta vẫn là súc sanh, chứ không phải là cái loài bốn chân hay cái loài bò bay mấy cửa trên hư không, cái loài bò sát dưới đất mới gọi là súc sanh đâu. Súc sanh đó là súc sanh hình tướng, còn súc sanh tâm á, thì nó vẫn có nơi tư tưởng của chúng ta. Trời, học Phật học vậy đó, ai chịu học vậy mới là cái mới đã, mới rõ thông được. Đó là lý trí đó, đó là trí tuệ đó, chứ không phải là bình thường mới nghe nổi cái tư tưởng này đâu. Tôi nói vậy không phải là tôi giỏi nha, tại vì tôi được các bậc thầy tổ, các bậc trưởng thượng truyền trao nó rõ ràng, nhắc nhở dạy dỗ. Môi trường của tôi học là học rõ ràng như vậy, chứ không có nói kiểu trên trời dưới đất, nói cái kiểu mà bay cao nhảy xa. Cho nên con người hơn các loài động vật, cũng gọi là con người, cũng gọi là con đó, chứ chưa hẳn là người đó. Nhưng mà hơn các loài động vật, các loài con khác đó, là biết đạo đức, biết nhân quả, thiện ác, tội phước. Có những lúc đi hai chân mà tâm hồn vẫn sống với tâm súc sanh. Chúng ta nghe như vậy rồi, cho nên chúng ta phải cố gắng mà tránh ba đường ác. Thì các vị nhớ là như vậy, các vị mà nghe rõ ràng như vậy rồi, các vị ráng mà giữ cái tâm của mình, cái tư tưởng của mình. Khi nào mình khởi cái tư tưởng mà sai quấy là biết mình đang đi trên ba đường ác. Mình khởi cái tư tưởng đau khổ, phiền muộn, triệt hạ, tranh chấp là biết mình đang đi trên cái ba đường ác. Các vị có chấp nhận như vậy không? Nếu không chấp nhận vậy thì đừng có học Phật chi cho nó uổng hết. Học Phật là phải học như vậy. Không chấp nhận vậy là đừng có học Phật, đừng có theo đạo Phật. Nên vậy thì ba đường ác đó là cái tư tưởng của chúng ta. Nếu khi nào chúng ta sai trái, chúng ta bởi tham dục, quá nhiều tham dục, quá nhiều cái ham muốn, và chúng ta biết chúng ta đang sống trong cái kiếp ngạ quỷ đối khác, tham không biết đủ. Con người mà nhiều tham muốn là con người đó không bao giờ biết đủ. Mà con người không biết đủ thì con người nghĩ đủ thứ, mưu mô, xảo trá, tranh chấp, hơn thua, thủ đoạn, triệt hạ. Thấy ai mà đẹp hơn mình cũng ganh tị. Thấy ai giàu hơn mình cũng ghét người ta. Thấy ai mà sang trọng hơn mình cũng ghét, cũng ganh ghét người ta. Thấy ai nghèo khổ hơn mình chà đạp người ta. Thấy ai mà yếu thế đơn côi, yếu cơ, mình cũng muốn đè đầu cởi cổ người ta. Nó nhìn là những cái tư tưởng đó là những tư tưởng của ngạ quỷ đó. Mà học Phật học thiệt vậy đó. Tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng nghe giáo lý Phật học thiệt như vậy đó. Mới là con người tự động mình tự xét lại mình, tự biết mình lúc nào là ngạ quỷ, lúc nào là địa ngục, lúc nào là súc sanh, và lúc nào là mình là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền. Mình tự mình kiểm tra mình không có gì khó. Chứ còn không có ai kiểm tra cho mình được hết. Chỉ mình kiểm tra, mình có chánh niệm. Dĩ nhiên là trần đời này có người thì nó cũng có ai ít nhiều cũng còn những tham lam, những cũng còn những dục vọng, những còn những sân hận si mê, chứ chưa ai là Phật là Bồ Tát 100% hết. Nhưng mà cái chất ở bên trong là ai cũng có cái chất Phật, chất Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà vì bởi tại cho nên có những khi mình làm những điều sai trái vậy thôi. Trời ơi, học mấy cái này, tôi nói được mấy cái này rồi, tôi nói thiệt với đại chúng, coi như tôi thấy nhẹ lòng của mình. Giống như mình đã đền ơn được một phần nào, một chút xíu nào cho Tam Bảo, cho Tứ Ân. Tôi không nói khác hơn được, tôi không nói cái kiểu mà xưa bài nay làm mê tín dị đoan, gian sinh cầu nguyện không được. Phật giáo chúng tôi, Phật giáo thiệt nó không có cái vấn đề đó. Phật giáo phương tiện, Phật giáo kinh tế, Phật giáo tín ngưỡng, Phật giáo chính trị thì nó nhồi nhét những cái này cái kia cái nọ, chứ Phật giáo thiệt á, Phật giáo mà chánh thống,
Phật giáo mà chân lý, Phật giáo mà chánh pháp thì nó không có những cái tư tưởng mà vũ khí thiên hạ được. Đức Phật ra đời nhằm dạy cho con người tránh những cái khổ trên cõi đời này để có an lành, hạnh phúc ngay đời sống hiện tại. Nói cụ thể mới đúng chân lý đạo Phật. Ví như địa ngục thì phải nói tới khả yểm. Khả yểm là những cái hoàn cảnh đáng chán, đáng khinh chê. Nên là mình đang sống trong cảnh địa ngục, là cái mình tự mình buồn bã, mình đáng chán, đáng khinh chê, mình tự mình không muốn sống ở cảnh đó nữa, mình đau khổ vậy, thì đó là cảnh địa ngục. Chứ không phải là tôi dịch ra nó cái chữ này nó hơi hiểu lầm chút. Quý vị đừng có tưởng đâu là địa ngục là những cái thấy những người có hoàn cảnh đáng khinh chê, phải là tự mình có những cái hoàn cảnh mình tự khinh mình. Rồi cái địa ngục có nghĩa là khổ khí, khổ cụ, nghĩa là những cái cảnh buồn bã, nhàm chán, đáng sợ, thì cái người đó cũng đang sống trong địa ngục. Địa ngục là bất lạc, nghĩa là bất lạc là không vui, bất lạc là không vui, là trong gia đình luôn cạnh tranh, thù hiềm, thậm chí trong gia đình mà ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, nơi chùa chiền, nơi hội đoàn, nơi hội quán, nơi đoàn thể, nơi cái doanh nghiệp mà luôn lúc nào cũng cạnh tranh thù hiềm, thì cái chỗ đó cũng gọi là địa ngục. Địa ngục là hữu vô, là tư tưởng quan tưởng chấp phi lý, có những cái tư tưởng chấp có phi lý, như nào là chấp có hai bên dây giác nè, chấp có bà cậu các đảng âm nhân nè, có mẹ sanh mẹ độ, có cha trời mẹ đất, người thì nói không hề có tội lỗi, người thì nói không hề có phước báo. Hai tư tưởng này sống với nhau thì trở thành cái thứ đau khổ, cho nên gọi là địa ngục. Cảnh giới Phật cũng vậy, không cần bay cao nhảy xa, không cần có hướng Tây hướng Nam nào đó, bằng cớ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở ngay nơi cõi đời của chúng ta, cái nơi cái cuộc đời này, nơi hiện tại đã, hiện nay đây mà thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi từ thời xưa cho tới thời nay, rõ ràng là cái xã hội Ấn Độ và đất nước Nepal bây giờ thì các vị thấy nó cũng còn hiển nhiên như vậy. Nhưng mà có người thì an lạc, có người thì trở thành bậc hiền triết, có người thì bậc thánh, có người bậc phàm, vẫn có người sống trong những tâm trạng khổ đau, vẫn có ăn mày ăn xin, vẫn có những người mà lý trí, vẫn có những người giải thoát giác ngộ, hoàn toàn có chứ không phải không có. Điều này nói mạnh dạn như vậy, nghe thì nó khó nghe, nhưng người có tư duy hiểu biết thì vui mừng chấp nhận, bỗng nhẹ nhàng, không còn hoang mang lo sợ những thứ đau khổ ngày chết, hoặc là trông chờ sau này thành quả này quả nọ, đến cõi Phật này Phật nọ. Tôi xin cam đoan với các vị là tôi không nói sai lầm. Nhưng mà các vị có tiếp thu được cái ý này hay không là quyền của người nghe, người được học. Chứ còn tôi cam đoan cho các vị là tôi nói đi là không sai lầm. Phân tích theo cái kiểu thẳng thắn như vậy có lẽ mất lợi dưỡng của nhiều người, cho nên không khéo thì bị chống đối công kích, nhưng mà tôi không sợ, bởi vì bây giờ cũng coi như hơn nửa đời người rồi. Hồi xưa mà đi nói như vậy thì nó ồ cái cho thầy đó mới làm thầy học mũi chưa hỉ mũi chưa sạch và bài đệ đặt đi bác này bác nọ. Bây giờ từ ngày mà tôi tập đi giảng tới bây giờ là năm nay là đúng 22 năm, từ ngày tôi tập đi giảng tới bây giờ là 22 năm. Đi ở Việt Nam thì đi từ Nam chí Bắc, mà tại vì hồi đó đó thì không có vấn đề truyền thông như bây giờ, cho nên rồi học xong 12 năm ở Sài Gòn, 10 năm ngồi trong trường Phật học chuyên về nội điển không, thậm chí làm biến học cũng có, nhưng mà học là học nội điển, không hề học chính trị chính em, không hề học triết này triết nọ triết kia, chỉ chuyên về chuyên pha nội điển vậy. Chứ rồi á, học rồi đi nói lại thì bị nó quýnh, nó nói còn con nít thì mũi chưa sạch. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị là 22 năm đi giảng dạy rồi thì bây giờ còn cái gì nữa mà hỉ mũi chưa sạch? Bây giờ phải nói thẳng nói thật, càng ngày phải càng nói thẳng càng nói thật, không sợ cái gì nữa cả. Giờ có ai nói mít nít hỉ mũi chưa sạch thì lại đây nói chuyện với tôi. Giờ coi như là bắt đầu là con mắt này là phải đeo kiến ba độ rồi đây, thì còn nếp thủy mũi chưa sạch không? Cái lỗ tai này là nó hơi lù bù rồi đây,
Rồi mỡ cao, máu cao rồi đây, thì còn có nước thủy mũi chưa sạch không? Cho nên tôi nói cái thứ mà lăng nhăng lai nhai bởi ba cái đồng tiền miếng gạo là cái gì nó nói cũng được hết. Đối với con đạo Phật thiệt là phải nói chân thật. Cái chủng tử Phật không chấp vào cái tuổi tác thời gian đâu. Tôi chờ đợi mấy mươi năm nay rồi đó, còn ai nói tới con nít thủy mũi chưa sạch nữa không? Hồi xưa mà nói thẳng vậy là nó quýnh không còn lẽ sống mà. Cho nên là tôi cũng nói trời Phật cũng thương bóc tôi qua cái xứ tự do này cho tôi mạnh dạn tôi lên tiếng. Nói mà không du khống ai, không hù dọa ai, không hăm dọa ai, không làm cho người ta đau khổ thì tôi chẳng có sợ ai. Ở đất nước tự do nó có cái quyền làm người, ở đâu cũng có cái quyền làm người hết á. Nhưng mà tại sống một cái xã hội mà nó độc tài, nó độc đoán thì nó khác. Nó phe đảng, nó nghèo nàn, nó lạc hậu, nó dốt nát thì nó lại khác. Còn đất nước tự do dân chủ vậy thì coi như là nó lợi vậy á. Nhưng mà dĩ nhiên hại nó cũng có hại chứ không phải cái gì cũng lợi không. Ở nơi nào cũng có anh hùng mà nơi nào cũng có kẻ khùng người điên. Nơi nào cũng có kẻ hiền mà nơi nào cũng có kẻ điên người khùng. Đúng phải mà nói vậy là tôi khen ngợi đất nước tự do dân chủ là tốt không phải. Không phải lúc nào cũng tốt, nhưng mà nó tốt ở chỗ đó là tôi nói đó, là cái tự do mà mình nói nó có luật pháp. Như tôi sống ở đây là có luật pháp, tôi bây giờ về chứ tôi đi khai thuế đàng hoàng à. Tôi đi giảng tôi có tiền tôi khai thuế đàng hoàng à. Tôi đóng thuế đàng hoàng à. Trong đúng luật pháp vậy thì không có sợ cái gì hết á. Luật pháp đưa ra để cho con người sống đúng luật pháp, mà sống đúng luật pháp thì không có sợ. Sống đất nước này là vậy đó. Đất nước này mà ai mà bắt bậy ai đi, ai mà ngon mà bắt quan bắt ức thì sướng lắm. Nên sống đây là sống bằng cái luật pháp. Tôi cũng nói thật các vị là bây giờ tôi đi rửa chén đó. Tôi đi rửa chén, tôi đi bưng phở, tôi đi là lau nhà cho người ta đó. Để tôi bây giờ là tôi cũng nói cho đại chúng biết rằng là tôi bây giờ tôi tự chủ, tôi khỏi cần ai cúng dường tôi nữa. Thậm chí đi giảng cũng vậy. Bây giờ đi giảng nhiều vậy chứ không phải là thấy tiền là đớp đâu. Tôi cũng nói cho quý huynh đệ nếu có tăng ni nào mà ở Hoa Kỳ mà nghe biết thì đừng có sợ rước tôi đi giảng là tốn tiền tốn bạc. Có những cái nơi nghèo khó, tôi còn phát tâm, tôi còn có tiền, tôi còn móc túi, tôi còn cúng dường thêm nữa cơ. Còn bây giờ không phải mà đi để hốt. Bao nhiêu năm rồi, bá tánh bổn đạo nuôi dưỡng cho tôi à. Thầy tổ, các bậc giáo sư, các bậc thượng tọa, hòa thượng, các bậc cao tăng Phật đức đã dạy dỗ tôi. Bây giờ tôi muốn làm cái điều đó đó. Nhiều người nói tại sao đất nước này nó có nghèo đói đâu đi làm. Tôi nói tôi muốn đi làm chơi vậy, để tôi thử cho biết được cái khổ của trần đời như thế nào. Tôi đi làm mà tôi nói với cái cô chủ quán mà tôi nói tôi đi làm vui vậy thôi, cho tôi ăn là được rồi, thì quán chay mà không cần tiền lương cũng được. Cứ việc sai đi, sai tôi làm đi, cứ việc kêu đéo tôi làm, để cho tôi diệt trừ cái bản ngã của tôi. Tôi tập cho tôi khinh cái thân giả quyển này. Nhưng mà khinh cái thân giả quyển này để trở về cái tâm Phật của chính mình. Dầu hiện bây giờ là mình còn phàm phu, còn bạc địa, nhưng mà cái bản chất bên trong nó vốn có cái chất khơi mầm của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả trong đó. Nên tôi nói thành thật với các vị vậy đó, mà tôi nguyện cho tôi giữ được cái tâm hồn đó. Nên chuẩn bị có một cái đám ma mà có cái ông này, ông mới 44 tuổi, chưa vợ chưa con mà bị hai lần bị trót, cứ bị tai biến, giờ vỡ ra hết rồi. Chiều nay là coi như là quyết định để mà rút ống, bác sĩ quyết định để cho ra đi nhẹ nhàng. Rồi tội nghiệp thấy cha mẹ thôi, nuốt nước mắt ngược về tim, đau khổ lắm. Tới đưa tiền cúng dường nhờ tôi cầu nguyện, tôi nói không, tôi không làm được điều đó. Nhưng mà tại vì tôi muốn an, tôi muốn giữa con người với con người, tôi sẵn sàng đi ma chay đấm sám, tôi cầu nguyện, tôi làm theo cái kiểu mà của xưa bài nay làm cho các vị an tâm, chứ còn không đặt tới vấn đề tiền bạc. Tôi nói thật lòng tôi như vậy đó, ai ưa không ưa thôi.
Chứ tôi không có ăn trong sự đau khổ của người khác nữa. Bây giờ là coi như là tôi nguyện với lòng là từ đây cho tới hết cuộc đời của tôi phải giữ cái lương tâm lương tri cho nó trong sạch. Tuy nhiên cái tánh nóng nảy, cái tánh mà thẳng thắn của tôi thì thật sự tôi chưa bỏ được. Nhưng mà kể từ đây cho tới kể từ không phải bây giờ đâu, mà khi mà tôi được bước chân tới cái xứ tự do dân chủ này, tôi đã nguyện với lòng của tôi là tôi sống bằng cái lương tâm lương tri của mình. Bây giờ là tôi vui mừng, tôi báo các vị là tôi vui mừng. Tôi đi rửa chén cho nhà hàng đó, tôi đi quét dọn cho cái nhà quán chay đó. Dầu là tôi là thợ nấu, tôi biết nấu rất là hay, tôi nấu nhiều món ăn ngon đó, nhưng mà người ta biểu tôi nấu tôi không làm. Bởi vì mỗi người có cái khẩu vị, người ta xưa giờ người ta làm rồi, mình chen vô một chi nữa cho nó phiền não. Thà tôi đi rửa chén, tôi đi bưng ly. Tôi nói vậy là ai khi dễ tôi cũng được, thưa các vị. Ai khi dễ tôi cũng được. Bởi vì tôi không ăn cắp, ăn trộm, tôi không đi lường gạt, tôi không đi hại ai thì có khi dễ tôi đi. Nhiều Phật tử nói thầy làm vậy người ta khi dễ, tôi nói tôi có làm vậy khi dễ. Tôi làm ra đồng tiền để tôi hưởng, tôi sinh hoạt, tôi muốn cho ai tôi cho, tôi kể mà tôi cũng đâu cần tiền đâu. Tôi đi làm tôi nói thật với bà chủ quán mà, tôi nói cô lớn tuổi hơn mẹ tôi rồi, tôi thấy cô cũng cực khổ mở cái quán chay. Cứ việc tôi làm chơi với cô vậy thôi, không trả lương cũng được. Tôi nói các vị biết là tôi tự huấn luyện cái tư tưởng tôi như vậy đó. Tôi tự đào tạo cái tư tưởng tôi như vậy để cho tôi cảm thấy con người tôi thử coi tôi có xả được cái chút nào cái bản ngã không. Vậy đó mà các vị ơi, vậy mà khi đụng những cái chuyện mà nó ngược ý rồi nó vẫn phiền não như thường đó các vị à. Ý là tôi huấn luyện tôi tới mức độ mà tôi là một ông thượng tọa nha. Bên đây là giáo hội Tấn Phong 2 năm rồi đó nha. Vậy mà vẫn đi bưng chén, đi rửa chén, bưng ly cho nhà hàng, vẫn lập từng cọng rau. Thì tôi hỏi các vị là cái ngã còn đâu mà để nói vậy mà đụng chuyện nó vẫn bản ngã, nó vẫn hừng hãy như thường. Cho nên tôi nói cho đại chúng biết là sự tu không phải là dễ dàng tu đâu. Không phải là tu một sớm một chiều mà ngon lành lên đại đức hay thượng tọa hay hòa thượng, hay là mặc cái áo vàng, mặc cái áo nhiều ngăn nhiều, mặc cái y nhiều nhiều thứ lớp, nhiều nhiều bực gì là ngon đâu, không có ngon đâu. Chừng nào mà tu mà ngon là cái tâm lúc nào nó khinh an, nó nhẹ nhàng, nó xả cái bản ngã, nó xả những cái chấp chặt thì cái đó mới gọi là tu. Chứ còn thật sự mặc chục cái áo cạo cái đầu mà nó bóng tha mở trăng cho nó bóng, hay là đốt mấy chục chấm dày chưa hẳn là tu. Tu tâm chứ khá tu ngoài, tu trong chứ khá tu ngoài. Mà tu tâm Phật chuộng, tu ngoài Phật xa. Tu không hành như buồm không gió, tu hành rồi chứ có đơn sai, tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một không xài vào đâu. Nên nói là kiểu ngang tàn, kiểu của tôi vậy là nhiều người, người ta tu giả người ta ghét lắm. Nói ông thầy gì mà giảng giống chữ lộn, giảng gì mà ngang tàn, bởi nó tu giả mà, cho nên nó nghe mấy này là nghịch tai liền ha. Còn chỉ có những người tu thiệt, những người trí thức thiệt, những người trên bước đường muốn tìm cầu giải thoát thì nghe những điều tôi nói là vui lắm. Nhưng mà mấy người như vậy, nó toàn là nó phái tu là lúc nào cũng nghe. À, trời ơi, tôi nói vậy nè, tu thì lúc nào bây giờ tôi đâu có gì thấy, tôi đâu có thiếu thứ giống gì đâu. Nè, tu là phải giày mới là tu, tu là phải tai thì một sâu đeo, một sâu điếm, một sâu đeo vậy mới là tu. Rồi nhiều lắm, ôi tôi là chủ nhóc nhách, tôi có bao giờ tôi làm điều đó được đâu. Đâu phải giày mới tu, đâu phải tay đeo, tay mò về mới tu. Ô, xin lỗi các vị, đó là hình tướng thôi. Phật không hề biết cái này là cái gì. Thật không hề biết cái 18 hộp là cái gì. Nè, tôi đâu có thiếu giống gì đâu. Thậm chí mũ mão có đủ. Y hồng hiệp trưởng có đủ. Thậm chí thừa khả năng, cái tay tôi mềm dịu mà, thừa khả năng dày rải, thừa khả năng làm gì đó mà. Mà vậy đâu phải là tu. Thật không hề biết chuyện đó là cái gì. Mà tôi nhắc cho đại chúng vấn đề, tôi nói thẳng vậy đó.
Tại vì tôi không có ác ý tôi mới nói. Chứ mà nếu tôi ác ý thì tôi nói thiệt ra vậy làm chi? Để dùng cái phương tiện để tiền nhiều, bạc nhiều, để giàu có với trần đời này, để xây chùa, cất chùa cho lớn, để mà mua đất, mua điền, kinh doanh cho lớn, chứ tôi nói vậy làm chi? Cho nên nói vậy là ác hay là thiện? Mà tôi nói cho đại chúng biết vậy, nói về ác hay là thiện. Bởi học cái phẩm này Bà Đạt Đa này nó nhiều cái ý cần phải nói lắm. Dầu là trong kinh không nói nhưng cái ý cần phải nói. Cho nên vấn đề mà ai nghe kinh Pháp Hoa phẩm đề bà này mà sanh lòng trong sáng thì người ấy không đọa ba đường ác, được sanh vào nước Phật và thường nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sanh ở đâu cũng nghe được kinh Pháp Hoa. Vì Phật hiển lộ hay không là do nơi chính mình. Thế thì những sự mê tín lừa đảo siêu hình về tôn giáo, về triết lý không thể chế ngự tư tưởng mình được. Nếu mà mình biết được á, mình có khả năng làm cho Phật hiển lộ thì những cái lừa đảo về siêu hình, về tôn giáo, về triết lý không thể chế ngự mình được đâu. Còn tại mình khinh mình không chấp nhận mình có khả năng thành Phật, cho nên mình mới bị những cái thứ lừa đảo, những cái thứ triết lý, những cái thứ siêu hình nó chế ngự mình, nó làm cho mình cuống cuồng sợ hãi. Thế rồi mình cầu nguyện, mình van xin. Trời ơi, thậm chí có những người Phật tử nữ đi chùa mà hãy oan ức cái chuyện gì đó là lên chánh điện mà ôm Phật mà khóc, khóc nức nở. Trời Phật ơi, tu cái kiểu như vậy là tu cái kiểu gì? Thậm chí Phật nói cái nếu mà có kẻ giết cha giết mẹ, dầu có kẻ đó mà tới mà lắc lắc mỗi mỗi thân phần từng miếng thịt cũng giữ cũng 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 không bài giải. Nếu mà đúng 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 thật như vậy đó nghe, tôi nói là đây là tôi cũng thưa các vị là thậm chí các vị bây giờ cho tôi là Đề Bà Đạt Đa cũng được. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi có sự hiểu biết vậy, nhưng mà thật sự tôi chưa hành trọn vẹn như được. Nhưng mà còn huống đâu có cái chuyện gì mà đụng tới bản ngã của mình cái rồi khóc rần rần rồi thề thốt. Trên cuộc đời này con người gian dối là con người mở miệng ra là thề. Cái thứ đàn bà lăng loàn trách nết rồi họ mở miệng ra là đòi tự vẫn đòi thề là cái thứ đó không ra gì. Tôi cho các vị biết, cho nên các vị thiện nam của mình bữa nay mình hơi xuyên xuyên thiện nam chút. Thiện nam mà có vợ có người yêu đó, thì nhớ chỗ đó đó. Thứ mà nó hỏi cái tối ngày nó đòi tự vẫn, nó đòi bỏ đi, nó đòi nó thề là biết là đây là cái thứ giả dối, thứ đàn bà lăng loàn trắc nết. Đàn bà ta hiền thục đoan trang, ta chứng minh cho người ta là trong sáng, ta không có thề, ta không có đòi tự vẫn. Cho nên tôi nói các vị biết là đạo Phật nó không rời cái thế gian mà có. Thì tôi nói như vậy không phải là tôi đụng chuyện thế gian của các vị đâu. Nhưng mà tôi nói như vậy để các vị á, trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân, trai dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Phải phải dạy dỗ vợ con đàng hoàng, rồi vợ thì dạy dỗ chồng đàng hoàng. Không phải đụng mở miệng ra là thề. Cái thứ mà mở miệng ra là thề là cái thứ đó gian dối. Nên tôi nhắc những cái nghe nó giống như nó chối tai, nghe nó giống như trần tục, nhưng mà đó là sự thật đó thưa các vị, đó là đạo đấy. Bởi cái đạo nó phải đạo làm Phật không, đạo làm người, đạo làm tiên, đạo làm trời. Đạo là có ba nghĩa là con đường, đạo là bổn phận, rồi cuối cùng đạo là chân lý hay còn gọi là lý tánh tuyệt đối. Chứ không phải đạo là lý tánh không, cũng không phải. Đạo nó sở dĩ đạo khả đạo phi thường đạo. Cái đạo mà nói ra được thì đâu phải là đạo. Cho nên thậm chí nghe nó phàm tục, nghe nó là giống như là trần đời, nhưng mà đó là đạo đấy. Chứ đừng có nghe mà tưng bốc, nghe là khen không là không phải đâu. Thậm chí là nghe nó chối tai, nhưng mà nó lại là đạo. Các vị nào có giận tôi cứ việc giờ chửi luôn cho tôi vui đi. Còn mà nếu tôi nói mà các vị suy nghĩ tư duy mà thấy đúng là coi như các vị hoan hỷ, áp dụng vô đời sống thực tại của mình. Kinh Pháp Hoa dạy chân lý rồi, dạy cho chúng ta thấy nhận thức được chân lý Phật là tự tánh thanh tịnh sáng suốt của mình.
Học kinh Pháp Hoa thì phải tin tuyệt đối nhân quả. Thành Phật cũng là do nhân quả. Học kỹ chân lý này thì khó ai lường gạt được mình. Bây giờ tiếp tục trong chánh văn. Chà, hết giờ rồi. Hết giờ ha. Bây giờ Phật ở phương dưới. Bây giờ Phật ở phương dưới. Có sai vị thị giả là Bồ Tát Trí Tích. Theo hầu Phật Đa Bảo, xin phép Phật Đa Bảo trở về bổn độ. Đức Phật Thích Ca mới bảo Bồ Tát Trí Tích rằng: Này thiện nam tử, ông phải phan đã, ông chờ trong giây lát. Ở đây có Bồ Tát Văn Thù, có thể cùng nhau ra mắt luận bàn pháp màu, rồi ông sẽ trở về bổn độ. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát cùng theo mới ngồi trên hoa sen lớn, từ nơi cung rồng Ta Kiệt La, trong biển lớn vọt lên giữa hư không. Đến Linh Thú Sơn, từ hoa sen bước xuống đảnh lễ hai Đức Thế Tôn và đến hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích ngồi cùng ngồi một bên. Đây là câu chuyện mà ta phân tích hai danh hiệu của Bồ Tát. Trí Tích là trí dồn chứa, mới tu, mới học, mới nảy sinh. Bồ Tát Trí Tích tiêu biểu cho hậu đắc trí, cũng gọi là sai biệt trí. Bồ Tát Trí Tích ngồi nghe không nổi buồn ngủ mới xin Đức Phật đi về. Kinh Pháp Hoa này, cái trí cạn cợt là không nhận thức nổi. Còn Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Cái trí thanh tịnh nhìn sự vật hiện tượng, đúng nguyên chất, nhìn đúng, thấy rõ chân lý nguồn gốc của sự vật hiện tượng. Thôi tới đây nghỉ đi, rồi thứ bảy tiếp. Bây giờ tôi nhắc trở lại cái đoạn cuối cùng mà tôi đang nói đây nè, để cho các vị nghiên cứu đây nè. Là cái hiện tượng là Bồ Tát Trí Tích đó, là cái vị này là được ở phương dưới á. Phương dưới là phương nào nữa chúng ta tự tìm hiểu. Bởi vì nó có 10 phương mà. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là 8 phương, rồi phương trên, phương dưới. Vậy là Bồ Tát Trí Tích này được chư Phật ở phương dưới. Bồ Tát Trí Tích này là thị giả của chư Phật ở phương dưới. Mà ông Bồ Tát này thì theo hầu ông Phật Đa Bảo. Bây giờ ông mới xin phép với Phật Đa Bảo là xin trở về bổn độ và trở về phương dưới đó. Thì bây giờ Đức Thích Ca nghe ông Trí Tích này xin với Ngài Đa Bảo để trở về bổn độ, về phương dưới, thì Phật Thích Ca mới bảo này: Trí Tích à, khoan vội đi, hãy chờ trong giây lát thiện nam tử ơi. Ở đây ông sẽ gặp được Bồ Tát Đại Trí Văn Thù để mà bàn luận với ông, nên nói pháp màu cho ông nghe, chia sẻ với ông, và ông hãy trở về bổn độ. Phật Thích Ca vừa nói dứt câu thì Bồ Tát Văn Thù cùng các Bồ Tát mới ngồi trên hoa sen, vọt lên từ cái cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn, vọt lên hư không, rồi vọt lên không mới đến Linh Thú Sơn đảnh lễ hai Đức Thế Tôn. Đảnh lễ hai Đức Thế Tôn là đảnh lễ Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca, và đến hỏi thăm chào Bồ Tát Trí Tích, rồi ngồi cùng một bên. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta cần để giải thích ở ngày thứ bảy. Cho nên tôi nói một lần nữa, tôi nhắc cho đại chúng là cái kinh Đại Thừa này đó, phải cái người có cái trí. Cái người có cái trí thì cái người đó mới thấu hiểu được cái kinh chân thật. Còn nếu không khéo chính kinh Đại Thừa này mà gặp cái người mê tín dị đoan thì quý vị lại trở thành con người tà thuyết, tà tính. Cho nên kinh Đại Thừa phải cần có cái người có trí. Dạ, cảm ơn chùa Viên Minh, cảm ơn đạo hữu Phước Hải gì đó, hay là quý chư tăng nào, xin các vị là quan hỷ, thấy các vị có vui là nói đang xem nghe. Cảm ơn đạo hữu Phước Phạm, cái người đã nhiều năm đã gắn bó với tôi để mà phát một cái nguyện là quảng tuyên cái chánh giáo. Cảm ơn đạo Phật tử Kim Diệu, coi như là anh Lâu Phú Núi, vân vân, nhiều vị đã phát cái tâm là cùng với tôi không phải là các vị theo tôi quý tôi, mà tôi vui mừng, tôi tự hào không có, mà tôi mừng là tôi đang nói cái tiếng chánh pháp, có các vị hết lòng để mà hậu trì chánh pháp,
Tôi vui mừng lắm. Tôi mong rằng tôi với các vị là Bồ Đề quyến thuộc. Mình không có cầu thành Phật nha. Chúng ta tu hành đừng cầu thành Phật. Thậm chí thành Phật cũng không cầu nữa. Mà mình cứ mình làm xong cái đạo Bồ Tát của mình đi. Mình đừng gây đau khổ cho người ta nữa. Xin chúc lành đến toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ bảy tiếp theo. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh.